những điểm số cần thiết ở mùa giải năm nay. Hernandez khá nguy hiểm, bóng đi sát cột dọc khung thành của thủ môn Tô Vĩnh Lợi, cú dứt điểm bất ngờ của chân sút người Argentina. Nếu như muốn giành chiến thắng ở trong trận đấu này, quả đá phạt của Minh Phương khá nguy hiểm, không vào, điểm không vào. Hai cú sút liên tiếp của các cầu thủ đội chủ nhà nhận phải những bàn thua. Chúng ta cùng một lần nữa theo dõi lại tình huống này. Nỗ lực chuyền bóng là của Hernandez và cú sút đầu tiên là của Ngọc Thanh. Người đã lấy được bóng là Bật Hiếu, Quốc Phương và lên tham gia tấn công của Bật Hiếu. Vẫn là Bật Hiếu qua người khá kheo, không vào. Và cú dứt điểm vừa rồi của Việt Thắng đã không thể thì những pha tấn công của đội chủ nhà vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Đấy, dứt điểm, không vào. Lại là một cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Có cơ hội trong tình huống vừa rồi đó là Duy Lam.